Barca dùng chiêu gậy ông đập lưng ông với Atletico. Theo Mundo Deportivo, Barca sẽ làm mọi cách để cố gắng giữ chân Joao Felix ở lại câu lạc bộ sau mùa giải này, bao gồm sử dụng công thức an toàn Griezmann. Hiện tại, Felix đang khoác áo Barca theo dạng mượn từ Atletico. Sau những gì mà tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trình diễn mùa này, gã khổng lồ xứ Catalonia muốn mua đất Anh vào hè 2024. Tuy nhiên, Atletico muốn thu về số tiền từ 70 đến 80 triệu euro cho Felix. Và đây là con số vượt ngoài khả năng của Barca bởi họ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề tài chính. Mundo Deportivo cho biết Barca dự định sẽ gửi đề nghị trị giá từ 30 đến 40 triệu euro cho Atletico. Trong trường hợp nửa đỏ thành Madrid khước từ, Barca sẽ cố gắng thương lượng để mượn Felix thêm một mùa giải nữa. Trong quá khứ, Atletico cũng từng dùng chiêu này để tái ký hợp đồng với Griezmann giá rẻ. Năm 2019, Aletti cô bán Griezmann cho Barca thu về 120 euro. Sau đó, ngôi sao người Pháp trở lại khoác áo Rosy Blancos theo dạng mượn trước khi được câu lạc bộ mua đứt từ Barca với giá 20 triệu euro. Barca thừa hiểu Felix mong muốn tiếp tục thi đấu tại Camu thay vì quay lại Madrid, nên cố gắng ép giá Atletico. Ngay cả khi Rosy Blancos muốn bán Felix với giá cao ở hè 2024 cũng khó. Bởi bản thân tiền đạo này chỉ muốn khoác áo Barca. Mùa này, Felix đã ra sân 17 trận cho Barca trên mọi đấu trường, đóng góp 7 bàn cùng 3 đường kiến tạo. Ở hè 2019, Atletico đã phải chi ra đến 127 triệu euro mua Felix từ Benfica và rõ ràng là họ đã lỗ nặng trong phi vụ này.